Lạy Chúa, Đức Giêsu Con Chúa đã để lại cho chúng con bí tích thánh thế làm lương thực đi đường, giúp chúng con đủ sức tiến về nhà Chúa. Ước chi nhờ bí tích này, người anh em tin hữu của chúng con là ông Giuse được vào nước Chúa dự tiệc vui muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Con chào kính quý cha an tọa, quý cộng đoàn an tọa, tăng gia xin đứng. Chúng con trọng kính cha Giuse tổng đại diện chánh tòa giáo phận Hải Phòng, cha Giuse chánh sứ giáo sứ đền thánh Phêrô phương chính, cha Gioan Bautista linh hướng hội danh nhân công giáo giáo phận Hải Phòng quản lý tổng giáo tòa giám mục, quý cha cố, quý cha nghĩa thiết trong và ngoài giáo phận, quý cha đặc trách, quý ông bà cố. Chúng con kính thưa ông chánh sứ giáo sứ đền thánh, quý viên chức hội đồng mục vụ tân cựu của giáo xứ giáo họ trong và ngoài giáo xứ đền thánh Phêrô phương chính, quý chức hội đồng mục vụ cựu tân giáo xứ An Hải giáo phận Hải Phòng, quý vị các hội cầu nguyện và các ban ngành đoàn thể trong và ngoài giáo xứ đền thánh, quý hội kèn, quý ca đoàn, quý hội trống giáo xứ đền thánh, quý vị thuộc gia đình doanh nhân công giáo giáo phận Hải Phòng, gia đình G8 G6, kính thưa quý nội, ngoại tộc, bà con thân bằng quyến thuộc, bạn bè thân hữu gần xa, quý gia đình thông gia và cộng đoàn phụng vụ. Thay mặt gia tang, con xin có đôi lời gửi tới quý cha và toàn thể quý vị. Ông Giuse là người thân của gia đình chúng con, sau khi thời gian lâm bệnh nặng đã được Chúa thương gọi về nhà cha sau 57 năm sống nơi trần thế này. Từ khi phát hiện bạo bệnh đến ngày ông Giuse được Chúa gọi về nhà cha đã tròn một năm. Ông Giuse, người thân yêu của chúng con, đã nhận được rất nhiều sự quan tâm ưu ái qua quá trình điều trị căn bệnh ung thư theo phác đồ của các y tá, bác sĩ Bệnh viện Quân y 108 Hà Nội, Bệnh viện bên Singapore, Bệnh viện Pháp Việt thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Phổi Trung ương và nhiều bệnh viện và trung tâm y tế khám chữa bệnh khác nữa. Trong suốt thời gian anh của chúng con lâm bệnh và điều trị, anh và gia đình chúng con, đặc biệt là chị và các cháu, được ưu ái đón tiếp Đức Tổng Giám mục Giuse, Đức cha Thomas giáo phận, cha Giuse chánh sứ, cha tổng đại diện giáo phận Hải Phòng, cha linh hướng hội doanh nhân công giáo giáo phận Hải Phòng, quý cha cố, quý cha trong và ngoài giáo phận thân thiết đã đến thăm hỏi, cầu nguyện và đặc biệt là cử hành các bí tích cuối cùng cho người anh của chúng con. Rồi quý thầy, quý sư và gia đình doanh nhân công giáo giáo phận Hải Phòng, gia đình G8, G6, các cộng đoàn, hội đoàn giáo xứ, giáo họ, đặc biệt là giáo xứ An Hải giáo phận Hải Phòng, giáo xứ đền thánh thường ngày đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Rồi tình nghĩa làng xóm, gia đình thông gia, liên gia, hội đồng ngũ, gia đình kết nghĩa, hội đồng môn của anh chị, quý ông bà, chú bác và anh chị em, các thân nhân, thân hữu và các bạn bè đã nhiệt thành dâng lời cầu nguyện, đồng hành và chia sẻ cùng anh Giuse trong những khi ngặt nghèo, chống chọi với bệnh tật. Đặc biệt những khi, những giây phút cuối cùng khi anh chút hơi thở tại gia đình thân thương, ấm êm, cho nên chúng con thấy được những tình cảm ấy thật là chân quý biết bao. Nhờ vậy anh Giuse luôn biết thuận theo thánh ý Chúa, dâng đau đớn bệnh tật nơi thân xác như của lễ hy sinh lên Thiên Chúa, nên anh không hề kêu ca phản nàn vì căn bệnh quái ác này. Hình ảnh những cái ôm chặt của người vợ với con, với cháu, với những người thân thương mỗi khi anh tỉnh giấc thật xúc động, những lời chăn trối động viên và gửi gắm nơi những người thân thật chân quý. Cho dù thể xác đau đớn vì căn bệnh quái ác này, nhưng anh vẫn cố gắng đọc kinh và lần chuỗi hát thánh ca cùng với gia đình, cùng với ông bà anh chị em qua những giờ kinh nguyện, thể hiện niềm tin phó thác vào Chúa.
Chính vì vậy, lời của Đức Tổng Giuse cũng như của Đức Cha Tôma đã nói: anh có lòng sùng kính Đức Mẹ và Thánh Tâm Chúa, có lẽ Chúa sẽ gọi anh vào ngày thứ sáu hoặc ngày thứ bảy. Và quả thực, Chúa đã gọi anh vào những ngày mà có lẽ không gì hạnh phúc cho bằng khi được gọi vào những ngày tuyệt vời mà anh có thể thanh thản ra đi về nhà cha. Trong những ngày tổ chức tang lễ cho ông Giuse, bà quả phụ và tăng gia chúng con được đón tiếp Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Văn Thiên, Tổng Giáo phận Hà Nội, Đức Cha Tôma Nguyễn Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu, quý cha đặc trách, quý cha cố, quý cha và quý tu sĩ trong ngoài giáo phận, quý doanh nghiệp, quý tổ chức, ban ngành, đoàn thể, quận, huyện, phường, xã và bạn bè, thân nhân. Vì hoàn cảnh giãn cách Covid, bà quả phụ Maria, các con và tăng gia cũng nhận được nhiều vòng hoa, điện, tin nhắn, cầu nguyện và chia buồn. Đặc biệt là dòng linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Sài Gòn, cha Đa Minh Hoàng Văn Chỉ, chánh xứ Lộc Tấn, cha Giuse Quyên, chánh xứ Bình Đông, Sài Gòn và nhiều cơ quan đoàn thể và các cá nhân khác thân thiết nữa. Chúng con xin chân thành cảm ơn cha Giuse chánh xứ giáo xứ Đền Thánh đã nhận lời giảng lễ an táng. Bài giảng của cha thật sâu sắc, an ủi và mang lại niềm hy vọng lớn lao cho tăng gia của chúng con. Đặc biệt nữa là cha đã chủ trì sắp xếp tạo mọi điều kiện tốt nhất trong hoàn cảnh hiện tại để tổ chức thánh lễ an táng tại gia cho anh của chúng con cách trang nghiêm, sốt sắng và tràn đầy tình Chúa, tình thương. Chúng con xin tri ân cha chánh xứ. Chúng con xin cảm ơn quý cha đồng tế, quý cha cố, quý cha nghĩa thiết trong và ngoài giáo phận đã vì tình thương mà không quản ngại đường xa, thời tiết khó khăn đến để hiệp dâng thánh lễ và chia buồn với chúng con. Chúng con xin tri ân quý cha. Tăng gia chúng con cũng xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ rất tận tình của ông Chủ tịch xã Nguyễn Minh Phương, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hải Triều, Công an và Trạm Y tế xã Hải Triều, Hội đồng Hương ước xóm Việt An, các quý xã, quý cơ quan ban ngành, quý đoàn thể liên quan. Chúng con xin trân trọng cảm ơn ông Chánh xứ Giáo xứ Đền Thánh, quý viên chức Hội đồng Mục vụ Cựu Tân Giáo xứ, giáo họ trong và ngoài giáo phận Đền Thánh Phêrô Phương Chính, quý chức Hội đồng Mục vụ Cựu Tân Giáo xứ An Hải Giáo phận Hải Phòng, quý ông bà cố, quý vị thuộc các hội cầu nguyện và các ban ngành đoàn thể trong và ngoài giáo xứ Đền Thánh, quý hội kèn đồng, quý ca đoàn, quý hội trống giáo xứ Đền Thánh, các quý vị thuộc gia đình doanh nhân công giáo giáo phận Hải Phòng, gia đình G8, G6, quý nội ngoại tộc, bà con thân bằng quyến thuộc, bạn bè thân hữu gần xa, quý gia đình thông gia và cộng đoàn phụng vụ. Cuối cùng, chúng con xin cảm ơn ban khánh tiết đã trang trí tang trường rất ý nghĩa, đẹp và trang trọng. Ca đoàn, ba hội kèn, hội trống, rạp, âm thanh, ánh sáng, lễ sinh, giúp thánh lễ an táng của ông Giuse được long trọng và sốt sắng. Chắc chắn sự hiện diện của quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn là niềm an ủi rất lớn đối với bà quả phụ Maria, con cháu và tăng gia chúng con. Tạ ơn Chúa đã ban cho ông Giuse những tình bằng hữu đặc biệt để ông được yêu quý và quan tâm qua những thánh lễ, lời kinh, tiếng ca dâng lên Thiên Chúa. Trong hành trình dương thế 57 năm của kiếp người mỏng giòn và yếu đuối, ông Giuse không thể tránh khỏi những thiếu sót bổn phận và trách nhiệm với Chúa và tha nhân và gia đình. Thế cho nên tăng gia chúng con kính mong cộng đoàn niệm tình tha thứ. Xin cộng đoàn tiếp tục yêu thương cầu nguyện. Xin Thiên Chúa là cha nhân lành và giàu lòng thương xót đón nhận người thân yêu của chúng con về nhà cha hưởng phúc vinh muôn đời. Trong những ngày diễn ra tang lễ, đặc biệt thánh lễ an táng cho ông Giuse, tăng gia chúng con bối rối nên không thể tránh khỏi những thiếu sót khi đón tiếp quý cha, quý tu sĩ và quý ban ngành đoàn thể, thân bằng bạn hữu xa gần. Chúng con xin được niệm thứ. Tăng gia chúng con xin chân thành tri ân và đồng bái tạ. Anh chị em thân mến, người anh em của chúng ta đã yên nghỉ trong bình an của Đức Kitô. Trong đức tin và niềm hy vọng được sống đời đời, chúng ta hãy phó dâng người anh em này cho lòng thương xót đầy lân ái của Chúa là cha chúng ta, và hãy liên kết với người anh em của chúng ta đây bằng lời cầu nguyện
để người anh em này nhờ bí tích rửa tội đã nên nghĩa tử của Chúa, đã nhiều lần được bổ dưỡng nơi bàn tiệc thánh, giờ đây cũng được nhận vào dự tiệc dành cho con cái Chúa trên trời và cùng với các thánh hưởng phần gia nghiệp muôn đời Chúa hứa ban. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho chính chúng ta giờ đây đang than van khóc lóc, một ngày kia có thể được cùng người anh em này ra đón gặp Chúa Kitô, khi chính người là sự sống của chúng ta xuất hiện trong vinh quang. Lạy Cha rất nhân từ, chúng con xin phó dâng linh hồn người anh em của chúng con trong tay Cha, với niềm hy vọng chắc chắn người anh em này sẽ sống lại cùng với Chúa Kitô trong ngày sau hết, như mọi người đã chết trong Chúa Kitô. Chúng con cảm tạ Cha về những ân huệ dồi dào Cha đã ban cho tôi tớ Cha khi ông Giuse Trọng còn sống trong cuộc đời chóng qua này, khiến chúng con nhận thấy bằng chứng lòng nhân hậu của Cha và dấu chỉ các thánh cùng thông công trong Chúa Kitô. Vậy lạy Chúa, xin thương xót lắng nghe lời chúng con khẩn cầu mà mở cửa thiên đàng cho tôi tớ Chúa, và cũng xin cho chúng con đang còn sống biết dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau cho đến khi tất cả chúng con được đoàn tụ trong Đức Kitô, và như vậy chúng con sẽ được cùng với người anh em này sống mãi bên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Giuse được nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Giuse. Giờ đây đến phần sĩ quan, chúng ta sẽ an táng anh tại nghĩa trang quê hương của chúng ta.